Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của HPS. Mời mọi người ơi, vẫn như thường lệ các bạn hãy nhớ subscribe kênh, like, đăng ký kênh và share các video mới của mình để tạo cho mình thêm nhiều động lực để mình ra thêm thật nhiều video hay hơn nữa để gửi tặng đến tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với MV comeback của Subin các bạn. Subin MV mang tên là Giá Như. Thì mình được biết là một cái sản phẩm comeback đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, được đầu tư khá là hoành tráng, những chiến dịch marketing rồi những cái hình ảnh ở trên social cũng đã xem qua rồi. Và bây giờ mình sẽ vào xem ngay MV comeback mới nhất của Subin nhé, rất là hồi hộp. Let's get it. 1, 2, 3. Có hai viên thuốc, viên thuốc màu vàng mưa à hả? Ok. Một cái tiếng trên đồng hồ nghe hay quá. Khi nắng nhẹ nhàng mùa đôi ta cạnh trời. Em nói mình dừng đi dù anh đã hết lời. Wow, hay vậy. Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thấu đêm. Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mê. Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần. Tình yêu là thế đâu có sẽ nói cho. Wow, hay à. Giá Như
Ui, hay quá. Project by Stay Speaker Label, AS Label. Oh my god, man. Oh, after credit hả? Sao giống như sao giống như tờ lên vậy ta? Theo bạn họ là gì của nhau? Ôi sao giống tờ lên quá vậy? Cận cuối phải tờ lên đâu mọi người? Đây nè. Phải tình linh không? Trời, đẹp nhờ, tình linh lạ vậy. Đấy, hình như là tình linh đó mọi người. Trời ơi, các bạn thấy sao? Cảm giác của mọi người như thế nào sau khi nghe sáng dương của Suyên mà? Trời ơi, mình không thể tin nổi luôn mọi người. Trời ơi, mình phải công nhận là cái tại vì á, cho những cái sản phẩm gần đây của Subin á, mình cảm nhận á là Subin vẫn đang thử nghiệm rất là nhiều những cái dòng nhạc khác nhau, nào là EDM nè, nào là pop, nào là funky nè, nào là house nè, nào là hip hop nè, nhưng mà thật sự đây mới là sở trường của Subin các bạn ơi. Đây thật sự mới là chính là sở trường của Subin Hoàng Sơn luôn các bạn. Trời ơi, hay quá, ai mà trời ơi, composer hình như là Slim V hay là Subin đó thì phải. Tại vì mình có xem cái after credit này, composed by Subin, music producer là Slim V mọi người. Nhưng mà cái melody đánh quá hay, cái bản pop R&B quá xuất sắc. Trời ơi, cái đoạn cao trào nó làm mình muốn nổi da gà luôn các bạn. Trời ơi, mà mình phải công nhận trong MV này cái phần visual của Subin á rất là lạ luôn, và thật sự là rất là đẹp trai luôn. Nó khác hẳn với những cái MV trước đây mà mình đã từng xem của Subin các bạn. Ở với trong cái MV giá như này, mình cảm nhận được cái sự là một cái sự si tình các bạn. Ở một chàng trai mà dường như là đã chìm đắm vào trong một cái câu chuyện tình rất là buồn, cực kỳ là buồn. Giá như mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn, giá như mọi thứ đã trở nên sáng sủa hơn, nhưng mà Subin rốt cuộc rồi cũng quay trở về là nỗi cô đơn của chính anh, đối mặt với sự cô đơn trong chính cái cảm xúc của mình đó các bạn. Đó, rất là nhiều cái khung cảnh mà Subin dường như là đang ở trong một cái thế giới rất là cô đơn, rất là cô độc, khuôn mặt cực kỳ là trầm tư đó. Và có một điều mà rất là thích đó, là cái màu MV quay lần này của Subin nó rất là cinematic mọi người, nó rất là điện ảnh luôn các bạn. Trời ơi, cái đoạn mà Subin mặc áo trắng này nè, feel cực đỉnh luôn mọi người, giống như là một anh chàng mà ở bên châu Âu, ví dụ là những cái anh chàng hiệp sĩ ngày xưa mặc bộ đồ nó trông nó áo lưới màu trắng rất là lãng tử, nhưng mà cực kỳ là điển trai và feel theo cái nhạc đó, feel theo cái âm nhạc của mình luôn các bạn. Thật sự là rất là hay, bài nghe hay thật sự mọi người. Oh my god, giá như đây mới chính là sở trường của Subin bạn, đây mới chính là sở trường của Subin. Để mình nghe lại nha các bạn. Các bạn có nghe cái tiếng đồng hồ kêu tít tắc không? Làm cho cảm xúc của người nghe nó chậm lại các bạn, như cô đọng lên luôn các bạn. Khi nắng nhẹ nhàng mùa là đôi ta cách trời. Em nói mình dừng đi dù anh đã hẹn.
giờ mọi người. Thấy không các bạn, đó, những cái cảnh xung quanh như là bị lạc vào trong một cái thế giới cực kỳ là cô đơn, cực kỳ là đơn độc, đó, rất là lonely các bạn. Và khi mà mình nghe tới cái giai điệu All of Me vang lên, đó là mình liên tưởng đến những cái bài hát ngày xưa của Sumi đã rất là thành công, giống như là bài Anh Đã Quen Với Cô Đơn các bạn, những cái bài hát sở trường All of Me của Sumi các bạn. Thật sự luôn á, Sumi vẫn luôn là một cái chất giọng rất là truyền cảm, vẫn luôn là cái chất giọng mà mang đậm cái cá tính, cái sự gọi là cái nó có một chút gì đó rất là buồn ở trong đó, nhưng mà có chút gì đó là nó thể hiện lên cái sự cái sự đàn ông trong đó các bạn, cái nỗi buồn của một gentleman, một quý ông của các bạn, rất là sang chảnh mọi người. Oh my god. Sang á, giờ cảnh sang rất là sang thấy không? Trời ơi cái đạn, đạn sang ghê không? Đây này các bạn nghe là cái đạn mà đánh một lúc mà nó vô nó hai nhịp trống như vậy các bạn. Hay chưa? Đẹp trai chưa? Đấy, ngồi trong quán bar rất là gentleman, mình nói rồi. Cái nỗi buồn của Subi cho MV này rất là quý ông các bạn. Sang rất là sáng chảnh luôn, nhưng mà không hề gọi là không có hề đau thương đến tột cùng, nhưng mà nó vẫn là một cái nỗi buồn nhẹ nhàng mang máng, mà nó rất là gentleman, rất là quý ông. Mình sẽ rất là thích cái hình ảnh này qua xung quanh mọi người. Rồi cuối cùng hai ta bao đêm xua đi nhanh những vết mờ, bỏ lại đâu đây đang thẫn thờ, không xin mess của anh quên luôn bao nhiêu xe sụt đáy. Đoạn này xung quanh ngồi đàn, nhưng mà cái tiếng nhạc mình không nghe cái tiếng piano các bạn đó, chắc là ý đồ của xung quanh thôi mọi người. Những dịp mà ta đã làm, xe ngon ngồi hai tết xe ra tờ lưng hết á, tờ lưng là camel không mọi người. Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy, em không bận tâm hay sao? Trời ơi, nghiện rồi mọi người ơi, nghiện thật sự mọi người. Hay quá đi các bạn. Mình muốn nghe là cái đoạn mà đánh hai nhịp trống hồi nãy. Đây này hay quá trời các bạn. Ngầu ghê luôn. Các bạn có nghe không? Đê 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 băng tê đê 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 đê. Là Sleepy đánh nhạc hay quá mọi người. Tổn thương anh luôn mang. Trời ơi hay quá Sumi đây. Nghe là đàn rich một lần nữa với các bạn. Sáng mà em muốn như vậy.
lý do nè. Yo. Anh chưa mọi người. Đã muốn bước đi. My God, này chắc là cái tông này là tông rất là cao luôn, giọng nam cao luôn các bạn. Ai mà cover được khen nha mọi người, rất là khó hát đoạn này luôn á, thật sự rất là khó hát luôn á, tại vì Subin lên tông nữa mà mọi người. Đây là cái đoạn này mình rất là thích các bạn, cái đoạn mà anh Subin mặc cái áo trắng như là nghệ sĩ flamenco vậy các bạn, cực kỳ là bụi, cực kỳ là phong trần nhưng mà rất là lãng mạn mọi người. Đó, có ánh đèn sáng lên chưa? Đẹp chưa không? Phiêu ghê chưa? Hay quá mọi người ơi. Quá Subin này, dám mà anh muốn như vậy. Chúc mừng Subin luôn á, đây là một sản phẩm cân bằng mình tin chắc rằng là sẽ đánh dấu một cái gọi là một cái khoảng trời thanh xuân của tất cả những ai mà đã từng là fan hâm mộ của Subin Hoàng Sơn các bạn. Chắc chắn là người fan hâm mộ của Subin sẽ rất là thích cái hình ảnh này, sẽ rất là thích bài hát này và sẽ luôn replay và vào bài hát thì chắc chắn sẽ được lọt vào top trending thôi. Thì cái melody nó quá hay, rất là dễ nghe và nó không có một chút gì đó mà nó vượt ra ngoài cái sự gọi là vượt ra ngoài một cái sự gọi là một cái sự khó nghe nào cả luôn các bạn. Đó đúng là Subin Hoàng Sơn thật sự là vẫn giữ cho mình một cái chất riêng, một cái sở trường cực kỳ là mạnh trong cái dịp này pop R&B nữa các bạn. Mình rất là thích anh Subin hát những bài hát như thế này. Đó, Subin chỉ cần là vậy thôi mọi người. Như vậy là quá đủ rồi các bạn. Giả như đây sẽ là một bản hit mà chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ luôn nhớ đến cái tên Subin này luôn các bạn. Chúc mừng Subin với MV Giá Như và cảm ơn mọi người đã xem video clip đầu tiên đến giây phút này cùng với mình. Nếu các bạn hay vui, hãy hãy cho mình một like và share một comment nhé. Và đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình bằng cách bấm nút subscribe cho mình nhé. See ya, hẹn gặp lại mọi người.